giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 7, đi ngang tại nhiều tỉnh thành. Giá heo hơi hôm nay, ngày 24 tháng 7 không có điều chỉnh mới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi ở nhiều trang trại chăn nuôi đã dẫn đến việc không ít gia súc kháng thuốc và vi khuẩn. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trứng lại trên diện rộng. Tại miền Bắc, các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Cụ thể Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình tiếp tục là những địa phương dẫn đầu khu vực với giá thu mua đạt mức 57.000 đồng mỗi kg. Theo sát phía sau là Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, thành phố Hà Nội và Tuyên Quang khi giao dịch tại mốc 56.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới. Lào Cai và Phú Thọ ghi nhận có giá heo hơi ở mức thấp nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 57.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 55.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 56.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 57.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 57.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 55.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 57.000 đồng mỗi kg. Hà Nội là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đồng loạt đứng yên tại nhiều tỉnh thành. Trong đó, các tỉnh Bình Định và Lâm Đồng chứng kiến mốc giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế duy trì vị trí dẫn đầu với giá 60.000 đồng mỗi kg. Riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị giảm 1.000 đồng mỗi kg trong hôm nay, hiện thu mua tại mốc 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 55.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 57.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 58.000 đồng mỗi kg. Từ Thiên Huế là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 59.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 58.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam không có biến động mới. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua. Tỉnh Đồng Tháp hiện thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 56.000 đồng mỗi kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg, ghi nhận tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Sóc Trăng. Các tỉnh còn lại giao dịch ổn định tại mốc 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 56.000 đồng mỗi kg, An Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 54.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 54.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 54.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 54.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi ở nhiều trang trại chăn nuôi đã dẫn đến việc không ít gia súc trở thành vật chủ của nhiều vi khuẩn kháng rất nhiều loại kháng sinh khác nhau như vi khuẩn E.coli hay Salmonella, theo báo khoa học phát triển. Người chăn nuôi có thói quen sử dụng kháng sinh cho vật nuôi theo lời truyền miệng cho rằng khi sử dụng kháng sinh liều nhỏ sẽ có tác dụng giúp vật nuôi lớn nhanh hơn, ít mắc bệnh hơn. Tiến sĩ Hà Thái, bộ môn vi sinh vật truyền nhiễm, khoa thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lý giải người dân cũng đang được khuyến khích chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học hạn chế việc sử dụng kháng sinh và thay vào đó là thực hiện quy trình quản lý chặt chẽ trong chăn nuôi sử dụng các loại kháng sinh thảo dược và sử dụng kháng sinh đúng cách tuy nhiên đây vẫn là thách thức lớn trong tương lai chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như túi tiền của hầu hết gia đình với mức thu nhập hiện nay